và các bạn đã đến với Autobike.vn trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của Autobike.vn giá xe máy Honda giảm mạnh hơn 4 triệu đồng trong tháng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu năm 2017 với hầu hết mẫu xe. Đáng chú ý nhất phải kể tới các mẫu xe hot trên thị trường như SH2017, SH1 Wayanfa 110, Vision Ngoại trừ Airblade tăng mạnh tới 1 triệu đồng ba mẫu xe còn lại là Winner 150, PCX và MSX có giá bán không thay đổi so với hồi cuối năm 2016. Cụ thể, ở mảng xe số, giá Wenfa 110 giảm mạnh tới gần 2 triệu đồng, xuống tròn 18 triệu, giá bán thực tế của Wenfa 110 chỉ cao hơn giá đề xuất 200.000 đồng. Như Autobuy.vn đã đưa tin, Wenfa 110 được bán ra thị trường vào ngày 18 tháng 1, như vậy, chỉ hơn 2 tháng ra mắt, giá của mẫu xe thế hệ mới này đã giảm mạnh và thậm chí thấp hơn giá của Wayanfa thế hệ cũ đang có giá bán phổ biến từ 19 đến 19,5 triệu, cao hơn đề xuất từ 2 đến 2,5 triệu đồng và cao hơn Wayanfa 110 từ 1 đến 1,5 triệu. Giá xe Wayanfa 110 giảm mạnh được cho là do tâm lý chuộng xe cũ của người tiêu dùng, cộng với việc đại lý găm hàng về giá cao, không muốn thua lỗ quá nhiều, dù mẫu xe thế hệ mới này ưu việt hơn cả về sức mạnh và tiêu thụ nhiên liệu. Hai mẫu xe số giá rẻ là Honda Blade và Wave RSX giảm từ 700.000 đến 1 triệu đồng với tất cả các phiên bản. Trong đó, Blade giảm nhẹ từ 7 đến 800.000 đồng, giá bán ra từ 17,8 đến 20,3 triệu. Wave RSX giảm cao nhất 1 triệu với bản FI vành đúc xuống tròn 25 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại, số mức giá lần lượt là 22,8 triệu FI phanh cơ và 23,8 triệu FI phanh đĩa. Cũng trong đầu tháng 1, Honda Blade 2017 với nhiều thay đổi nhỏ ở thiết kế và màu sơn cùng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 được bán ra thị trường với giá đề xuất từ 18,6 đến 21,1 triệu. Mẫu xe số cuối cùng giảm giá là Honda Future với mức giảm 700.000 tới cả hai phiên bản. Giá bán ra là 29,3 và 30,3 triệu đồng lần lượt với bản FI và FI vành đúc, cùng thấp hơn giá đề xuất là 700.000. Ở mảng Sega, giá hai mẫu Sega phổ thông là Honda Elite và Honda Vision giảm từ 500.000 đến 1,6 triệu. Theo đó, Vision giảm 600.000 đồng xuống 33,7 triệu với bản màu thường, Vision đen giảm xuống 34,5 triệu. Lít tiêu chuẩn giảm 300.000, riêng bản cao cấp giảm tới 1,6 triệu đồng xuống 40,7 triệu. Giá bán ra cao hơn giá đề xuất từ 1,2 đến 2,2 triệu. Hai mẫu Sega loạn giá nhất Việt Nam là SH 2017 và SH 1 2017 bất ngờ trượt giá tự do với mức giảm từ 3,7 đến 10,3 triệu. Cụ thể, xe ga cao cấp dành cho nữ SH1 2017, bản tiêu chuẩn và cao cấp cùng giảm 3,7 triệu đồng xuống 54,5 triệu. Riêng bản cá tính giảm tới 5,5 triệu đồng xuống 59,7 triệu. Giá bán ra cao hơn từ 3 đến 8,2 triệu đồng do với giá đề xuất của Honda Việt Nam. 3 tháng đầu năm cũng chứng kiến giá Honda SH 2017 giảm mạnh chưa từng có với mức giảm cao nhất lên tới hơn 10 triệu. Theo đó, SH125 CBS giảm 8,7 triệu xuống 71,5 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 3,5 triệu. Trong khi đó, SH125 ABS giảm cao nhất tới 10,3 triệu đồng xuống 79,9 triệu, cao hơn giá đề xuất 3,9 triệu. Giá phiên bản SH150 CBS cũng giảm 4,5 triệu đồng xuống tròn 91 triệu. SH150 ABS giảm 8 triệu, bán ra là 103 triệu đồng. Giá bán thực tế cao hơn giá đề xuất lần lượt là 9 triệu và 13 triệu. Được biết, giá SH và SH1 liên tục được điều chỉnh giảm là do nhu cầu mua xe có phần chứng lại. Các đại lý buộc phải hạ giá để đẩy hàng ra thị trường. Tuy nhiên, thời điểm cuối tháng 3, Honda SH 2017 đang dần tăng trở lại do nhu cầu mua xe vẫn ở mức cao. Cùng với đó là thông tin tổng lượng xe mà Honda Việt Nam giao về các đại lý trong tháng 4 tới giảm khá mạnh. Một nguyên nhân nữa được cho là do sự vào cuộc của các lái buồn đã dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ với cả màu và phiên bản xe của SH 2017. Ở chiều ngược lại, giá Honda E-Blade bất ngờ tăng từ 500.000 đến 1 triệu đồng với 3 phiên bản. Riêng bản Sơn M giảm 1 triệu xuống 46,2 triệu đồng, giá bán ra cao hơn đề xuất từ 3 đến 6,5 triệu giá các mẫu xe còn lại không thay đổi so với trước Tết. Đặc biệt, giá Honda Winner 110 tại khu vực Hà Nội đang được bán với mức phổ biến là 38,5 đến 40 triệu đồng, vẫn thấp hơn giá đề xuất của Honda Việt Nam từ 5,5 đến 7,5 triệu. Dẫu bán ra ở mức thấp, nhưng Honda Việt Nam vẫn liên tiếp tung ra thị trường các chương trình khuyến mại khủng chưa từng có, điển hình là chương trình khuyến mại tặng đồng hồ G-Shock trị giá 4 triệu. Ngay sau đó, vào cuối tháng 3, Honda Việt Nam tiếp tục áp dụng khuyến mại lớn chưa từng thấy với Honda Winner 110. Khách mua Honda Winner 110 các phiên bản sẽ nhận được một kính hiệu Police chính hãng từ Italy trị giá 5 triệu đồng. Đây được xem là những nỗ lực thúc đẩy doanh số và thị phần của mẫu xe côn tay đầu tiên sản xuất trong nước của Honda Việt Nam. Theo dự đoán của Autobai, giá xe máy, giá xe máy Honda trong tháng 4 tới có thể sẽ tiếp tục biến động khi nhu cầu mua sắm cũng như nguồn cung tới các đại lý cũng đang có sự thay đổi nhẹ. Và sau đây sẽ là bảng so sánh giá xe máy Honda 3 tháng đầu năm 2017. Alpha 110, giá đề xuất là 17,8 triệu, giá ngày mùng 1 tháng 1 là 19,8 triệu, giá ngày 31 tháng 3 là 18 triệu đồng, giảm 1,8 triệu và cao hơn đề xuất 200.000. Blade phanh cơ, giá đề xuất là 18,1 triệu đồng, giá đầu tháng 1 18,6 triệu, giá cuối tháng 3 là 17,8 triệu, giảm 800.000 đồng và cao hơn đề xuất 300.000. Blade phanh đĩa, giá đề xuất là 19,1 triệu, giá đầu tháng 1 là 19,6 triệu đồng, giá cuối tháng 3 là 18,8 triệu, giảm 800.000 đồng, thấp hơn đề xuất 300.000. Blade phanh đúc, giá đề xuất là 20,6 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 21 triệu đồng, giá cuối tháng 3 là 20,3 triệu, giảm 700.000 đồng và thấp hơn đề xuất 300.000. WRSX FI giá đề xuất là 21,5 triệu, giá đầu tháng 1 là 23,6 triệu, giá cuối tháng 3 là 22,8 triệu, giảm 800.000 đồng và cao hơn đề xuất 1,3 triệu. WRSX FI Phanh Đĩa giá đề xuất là 22,5 triệu, giá đầu tháng 1 là 24,6 triệu, giá cuối tháng 3 là 23,8 triệu, giảm 800.000 đồng và cao hơn đề xuất 1,3 triệu. WRSX FI Đúc giá đề xuất là 24 triệu, giá đầu tháng 1 là 26 triệu đồng, giá cuối tháng 3 là 25 triệu giảm 1 triệu đồng và cao hơn đề xuất 1 triệu. Future FI, giá đề xuất là 30 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 30 triệu, giá cuối tháng 3 là 29,3 triệu đồng, giảm 700.000 đồng và đó cũng là mức thấp hơn so với đề xuất. Future FI Vành đúc, giá đề xuất là 31 triệu, giá đầu tháng 1 là 31 triệu đồng, giá cuối tháng 3 là 30,3 triệu, giảm 700.000 đồng và thấp hơn cũng 700.000. Vision, giá đề xuất là 30 triệu, giá đầu tháng 1 là 34,3 triệu, giá cuối tháng 3 là 33,7 triệu, giảm 600.000 đồng và cao hơn đề xuất 3,7 triệu. Vision màu đen, giá đề xuất là 30 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 35 triệu, ra cuối tháng 3 là 34,5 triệu, giảm 500.000 đồng và cao hơn đề xuất 4,5 triệu. Lead 125 bản tiêu chuẩn, giá đề xuất là 37,5 triệu, giá đầu tháng 1 là 39 triệu, ra cuối tháng 3 là 38,7 triệu, giảm 300.000 đồng và cao hơn đề xuất 1,2 triệu. Lead 125 bản cao cấp, giá đề xuất là 38,5 triệu, giá đầu tháng 1 là 42,3 triệu, ra cuối tháng 3 là 40,7 triệu giảm 1,6 triệu đồng và cao hơn đề xuất 2,2 triệu. Airblade thể thao, giá đề xuất là 38 triệu, giá đầu tháng 1 là 40,5 triệu, giá cuối tháng 3 là 41,5 triệu, tăng 1 triệu đồng và cao hơn đề xuất 3,5 triệu. Airblade bản cao cấp, giá đề xuất là 40 triệu, giá đầu tháng 1 là 42,5 triệu, giá cuối tháng là 43,5 triệu, tăng 1 triệu đồng và cao hơn đề xuất 3,5 triệu. Airblade bản Sơn Đen Mờ, giá đề xuất là 40 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 47,5 triệu, giá cuối tháng 3 là 46 triệu, giảm 1,5 triệu và cao hơn đề xuất 6 triệu đồng. Airblade bản sơn tùy tính, giá đề xuất là 41 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 43,5 triệu, giá cuối tháng là 44 triệu đồng. Tăng 500.000 đồng và cao hơn đề xuất 3 triệu. Winner 150 bản thể thao, giá đề xuất là 45,5 triệu, giá đầu tháng và cuối tháng đồng thời là 39 triệu đồng, thấp hơn đề xuất 6,5 triệu. Winner 150 bản cao cấp, giá đề xuất là 46 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng đồng thời là 39 triệu, thấp hơn đề xuất 7 triệu. S21 tiêu chuẩn, giá đề xuất là 51 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 58,2 triệu, giá cuối tháng là 54,5 triệu, giảm 3,7 triệu đồng và cao hơn đề xuất 3,5 triệu. S21 bản cao cấp, giá đề xuất là 51,5 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 58,2 triệu, giá cuối tháng 3 là 54,5 triệu, giảm 3,7 triệu đồng và cao hơn đề xuất 3 triệu. S21 cả tính, giá đề xuất là 51,5 triệu, giá đầu tháng là 65,2 triệu, giá cuối tháng là 59,7 triệu, giảm 5,5 triệu và cao hơn đề xuất 8,2 triệu đồng. PCX bản tiêu chuẩn, giá đề xuất là 52 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng đồng thời là 50 triệu, thấp hơn đề xuất 2 triệu đồng. PCX bản cao cấp, giá đề xuất là 55,5 triệu, giá đầu tháng và cuối tháng đồng thời là 53,5 triệu đồng, thấp hơn đề xuất 2 triệu. MSX 125, giá đề xuất là 60 triệu đồng, giá đầu tháng và cuối tháng là 56 triệu, thấp hơn đề xuất 4 triệu. SH 125 phanh CBS, giá đề xuất là 68 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 80,2 triệu, giá cuối tháng là 71,5 triệu đồng, giảm 8,7 triệu cao hơn đề xuất 3,5 triệu. SH125 phanh ABS, giá đề xuất là 76 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 90,2 triệu, giá cuối tháng 3 là 79,9 triệu, giảm 10,3 triệu đồng, cao hơn đề xuất 3,9 triệu. SH150 phanh CBS, giá đề xuất là 82 triệu, giá đầu tháng 1 là 95,5 triệu, giá cuối tháng là 91 triệu đồng, giảm 4,5 triệu đồng và cao hơn đề xuất 9 triệu. SH150 phanh ABS, giá đề xuất là 90 triệu đồng, giá đầu tháng 1 là 111 triệu, Giá cuối tháng là 103 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng và cao hơn đề xuất 13 triệu. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ autobike.vn. Hãy đăng ký kênh autobike.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô và xe máy Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.